Xin chào các bạn, hôm nay Kim Bảo Audio xin test một bài test là dùng đẩy CA20 đánh hai công suất 5 tấc. Đây là hai con full đơn 4 tấc, mình không gắn ha. Lê mình nói sẵn trước con dưới đây, ok. Đây, đây ha, đây là thành của con súp 5 tấc. Ok, mình đã nói sẵn trước các bạn đã tốn thời gian. Thì để đánh được súp thì cái con xe xe 20 này các bạn gạt lên cần ở trên ha, cái nút này. Đây có 1 2 3 4 5 6 bằng đây, 1 2 3 gạt cho bạn em. Là nó có thể đánh súp được. Đây. Và thử nghe tiếp xúc. Ok, mình sẽ mở lớn lên. Súp này hoặc là đẩy xe này, các bạn có thể truy cập vào link bên dưới hoặc liên hệ tới hotline, mình sẽ tư vấn các bạn.